Câu chuyện cô gái nghèo thắp đèn. Trong thời của Đức Phật, có một cô gái ăn mày tên là Nang Đà, hàng ngày đi ăn xin để kiếm sống. Nàng tuy nghèo khổ nhưng tâm tính lương thiện, lại có trí tuệ. Một ngày nọ, nàng nghĩ: than ôi, mình nghèo khó như thế này, hàng ngày đều vì sinh sống mà phải chịu khổ. Đây đều là do kiếp trước chẳng chịu bố thí tu phước. Nhưng kiếp này đã túng quẫn đến nỗi phải xin cơm từ người khác rồi, cái gì cũng không có thì làm sao mà bố thí đây? Có một lần khó khăn lắm, Nang Đà mới xin được một chút ít tiền. Đây cũng là phước báo mà nàng đáng có trong vận mệnh của mình. Vừa ngay lúc đó, nàng nhìn thấy vua Ba Tư Nặc vì muốn mời Đức Phật dùng cơm mà giăng đèn lồng trang trí sáng rực từ vương kỳ thọ của trưởng giả cấp cô độc đến thẳng hoàng cung, dọc theo đường đều thắp những ngọn đèn dầu lung linh để nghênh đón Đức Phật. Nang Đà vừa nhìn thấy liền suýt xoa: ôi cha, ông vua này có phước báo lớn quá, thắp nhiều đèn như thế để cúng dường Phật, thật là khiến cho người khác thèm muốn quá. Nàng Nang Đà cũng muốn thắp đèn cúng Phật, nàng bèn lấy số tiền nhỏ ăn xin được đi mua dầu, nhưng số tiền quá ít ỏi, chẳng mua được bao nhiêu dầu. Ông chủ bán dầu hỏi nàng mua dầu để làm gì, Nang Đà đem hết tâm nguyện thắp đèn dầu cúng dường Đức Phật kể ra với ông ta. Ông chủ bán dầu chợt khởi lên lòng thương xót cô gái tội nghiệp, nên rót thêm dầu cho nàng, khiến cho nàng có đủ dầu để thắp được một ngọn đèn. Cô gái Nang Đà có được dầu rồi thì rất đỗi vui mừng, liền đem ngay đến kỳ viên của ông cấp cô độc để cúng dường Đức Phật. Nàng đặt đèn dầu của mình chung với mọi người ở trước mặt Phật, đồng thời cầu nguyện rằng: bây giờ con đang nghèo túng, chỉ có một ngọn đèn nhỏ này dâng cúng Đức Phật. Con nguyện đem công đức này hồi hướng, hy vọng cho kiếp sau của con có được đại trí tuệ, có thể diệt trừ được mọi nhơ uế của tất cả chúng sinh. Do những ngọn đèn kia của vua Ba Tư Nặc chỉ muốn thắp vừa đủ trong một đêm, do đó không hề bỏ thêm dầu vào, nên khi trời vừa sáng thì tắt hết. Nhưng ngọn đèn dầu nhỏ của cô gái nghèo khổ hoàn toàn không bị tắt, ngược lại còn sáng rực rỡ, đẹp cực kỳ. Sáng sớm hôm sau, có người đến dọn dẹp đèn thì lạ thay, chỉ có mỗi cây đèn dầu của Nang Đà là không cách nào dập tắt được. Ngay cả vị thần thông bậc nhất là Tôn giả Mục Kiền Liên cũng chẳng thể dập tắt nổi. Kỳ lạ quá, sao cái đèn dầu này không thể dập tắt lửa được vậy? Hóa ra đó chính là ngọn đèn của cô gái ăn mày Nang Đà. Việc này rất hy hữu, kỳ lạ, có người liền báo với Đức Phật. Ngài nói với chúng đại đệ tử rằng: ngọn đèn dầu này không phải là lực của những vị thanh văn như Mục Liên có thể dập tắt được đâu. Cho dù là dùng nước của bốn biển lớn hay đến cả gió lốc mạnh dữ dội cũng không thể nào dập tắt được. Bởi vì đây là đèn của người phát tâm rộng lớn cúng dường đấy. Đèn dầu này là do cô gái Nang Đà phát tâm cúng dường vào tối hôm qua, đã khiến cho ánh sáng đèn cúng Phật được bất diệt. Trong tương lai, Nang Đà sẽ được sinh vào thế giới quang minh, hào quang trên thân sáng rực rỡ không gì sánh được, được hưởng phước báo vô tận, vô lượng kiếp về sau, còn được thành Phật. Chuyện này nếu người bình thường nghe đến thì không cách nào tưởng tượng nổi, sao có thể chỉ dựa vào công đức của một chút ít tiền thắp đèn dầu cúng Phật mà được sanh về thế giới quang minh? Chẳng những trên thân có hào quang mà tương lai sẽ còn thành Phật đạo. Việc như thế bảo người ta làm sao mà tin nổi? Nhưng Đức Phật là đấng nói lời chân thật, lời không hư dối. Huống gì là khi Đức Phật thọ ký thì không chỉ là cho biết trước những việc có thật sẽ xảy ra, mà còn thọ ký cho người đó thành Phật trong tương lai. Về vấn đề Đức Phật thọ ký thành Phật, trong kinh giáo có bàn rằng không phải là người bình thường làm công đức thì Phật liền thọ ký cho bạn thành Phật đâu, mà chắc chắn phải đến quả vị Bồ Tát không thối chuyển, và khi đến một nhân duyên chín mùi nào đó
thì mới được Phật thọ ký cho. Có người liền hỏi, thế thì cái cô gái ăn mày đáng thương kia có căn tánh của Bồ Tát không? Điều này thì phải nói đến nhân quả rồi. Những loại nhân quả thô sơ lúc thông thường thì ai mà chẳng biết. Như đói bụng rồi, ăn cơm thì sẽ no. Khát nước rồi, uống trà thì sẽ giải cơn khát. Uống trà là nhân, giải được cơn khát là quả. Đây chẳng phải cũng là nhân quả sao? Phải, nhưng là loại nhân quả nhỏ bé. Chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu rõ một cách cứu cánh, triệt để mà thôi. Cô gái nghèo sở dĩ đã được Phật thọ ký cho thành Phật, thì cô ấy chắc chắn phải có cái nhân của Bồ Tát. Nhưng sao cô ấy vẫn phải chịu quả báo nghèo cùng chứ? Nhân quả trong Phật Pháp là nói nhân quả ba đời. Cô gái Nang Đà không rõ là trong một kiếp nào đấy đã gieo trồng cái nhân bần cùng nên bây giờ phải chịu quả báo. Nhưng căn tánh của cô ta đã thuộc hàng Bồ Tát không còn thối chuyển. Nếu không thì Đức Phật sẽ chẳng thọ ký cho cô đâu. Bạn xem, cái cô gái ăn mày này lại có căn tánh của Bồ Tát, cho nên khi chúng ta đối xử với người khác, cho dù là một người rất đỗi bình thường, thấp kém, thì bạn cũng đừng bao giờ mà khinh thường họ. Bây giờ họ đang tội nghiệp thật đấy, nhưng có thể người đó có căn lành lớn, có phước đức lớn đấy. Chẳng qua là do nhân duyên chưa đến đó thôi. Giống như một cái cây thấp bé, tầm thường, hiện tại không có một chút dáng dấp nào, nhưng khi thời điểm đến, rồi thì nó tự nhiên sẽ trổ hoa mọc quả. Hoa nở, rồi thì sẽ có hương thơm, quả của nó còn ngọt nữa cơ đấy. Thái tử Tất Đạt Đa dạo chơi ở bốn cửa thành. Đức Thế Tôn Thích Ca giáo chủ của cõi Ta Bà hiện nay của chúng ta là Thái tử con vua Tịnh Phạn ở Ấn Độ vào 3.000 năm trước, tên gọi là Tất Đạt Đa. Đức Phật giáng sinh tại Hoàng Cung. Thế thì Ngài làm sao phát tâm xuất gia được? Đương nhiên cũng có những nhân duyên từng lần từng bước một. Khi Thái tử Tất Đạt Đa mười mấy tuổi, Ngài cảm thấy Hoàng Cung tuy là tốt, nhưng nếu cứ ở trong Hoàng Cung thì không thể tránh khỏi việc cảm thấy hoành hiu, vắng vẻ. Bèn muốn đi ra ngoài xem sao. Thế là Ngài đi dạo chơi ở bốn cửa thành. Lần đầu tiên Thái tử đi ra thành phía đông, nhìn thấy một người già cả. Ông già này lưng còng, thân gù, kéo lê đôi chân đi từng bước vô cùng khó khăn. Tay còn cầm một cây gậy cũng rung rẩy theo. Bước đi trên đường thì quặt quẹo hai bên, mặt mũi thì hốc hác, tiều tụy. Tóc trên đầu thì bạc trắng, khô cứng lại. Quần áo thì cũ mềm, rách rưới tả tơi, trông tội nghiệp vô cùng. Những tình trạng như thế này không thể thấy được ở trong hoàng cung. Thái tử liền hỏi người hầu cận: đằng kia là ai vậy? Sao lại lưng còng, thân gù, đi đứng khó khăn như thế? Đó là một người già à? Người tuổi già nhìn dáng vẻ sao mà khổ thế? Vậy sau này ta có phải là sẽ giống như ông ta không? Người hầu cận đáp: ai rồi cũng phải già. Thái tử có trí tuệ siêu việt hơn người, Ngài vừa nhìn thấy ông già, lại nghe đến những lời này, liền biết mình sau này cũng không thể tránh khỏi cái già. Ngày đó thì cái tâm chơi bời liền bị dập tắt. Ngài rất ủ rũ, bèn cho xe quay trở về. Sau khi về đến hoàng cung, Ngài cứ mãi suy nghĩ là: sau này ta già rồi, nếu mà khổ giống như ông lão kia, như thế thì phải làm sao đây? Vua cha thấy vậy lấy làm lạ, bèn hỏi người hầu cận: Thái tử lúc rời cung đi chơi thì còn vui vẻ lắm mà, tại sao khi trở về thì cứ trong bộ dạng khổ sầu như thế? Các người có phải là đã cho Thái tử nhìn thấy điều gì không tốt lành chăng? Bọn người hầu liền đem chuyện Thái tử nhìn thấy ông già ở cửa phía đông ra kể hết với vua Tịnh Phạn. Vua mới dở lẽ: à, thì ra là như vậy. Thế thì lần sau đi ra ngoài, đừng cho Thái tử nhìn thấy người già nữa. Đừng cho con trai ta thấy những gì không tốt nữa. Phải đem những chuyện tốt lành đến cho nó thấy. Cuộc sống trong hoàng cung
Nếu sống lâu rồi thì sẽ cảm thấy có gì đó ngột ngạt. Thái tử nghĩ, hay là đi chơi đây đó. Lần này phải đến cửa phía nam. Đầu tiên, vua Tịnh Phạn lệnh cho người sắp đặt xong mọi thứ ở cửa phía nam, treo đèn nhiều màu sắc trang trí, khiến cho nơi đó ngập tràn không khí vui tươi như lễ hội. Nhưng khi vừa đến cửa thành phía nam, khi đang đi dạo chơi, thì thái tử lại trông thấy một người bị bệnh. Người bệnh đó toàn thân đều là máu mủ, miệng mắt đều bị biến dạng hết. Tuy là một con người, nhưng bệnh nặng đến nỗi thành ra hình hài giống như một con quỷ, ai nhìn cũng sợ hãi. Thái tử lại hỏi những người theo hầu, đây là ai vậy? Là một người bệnh. Vậy sau này ta cũng sẽ giống như ông ta không? Ngài là một vị thái tử, khi không có bệnh tật đương nhiên là tốt, nhưng ai dám bảo đảm là mình sẽ không bao giờ bị ốm đau gì hết? Đây là điều chẳng thể nào tránh khỏi đâu. Thái tử nghĩ đến việc mình tuy là thái tử cao quý nhưng cũng không tránh khỏi bệnh khổ, vậy thì còn chơi bời làm cái gì nữa. Ngài bèn ra về. Lần thứ ba vào chơi ở thành phía tây, ngài lại nhìn thấy một việc không tốt lành, đó là đám tang của người chết. Người chết này không phải là một người tuổi già, mà là một thanh niên trẻ tuổi, có đứa con trai còn nhỏ, còn có một người cha già. Chàng trai trẻ này vừa chết đi thì nói như góc độ của ông bố già là: người đầu bạc tiễn đưa kẻ đầu xanh. Con trai của anh ta bỗng mù côi cha, người vợ thì trở thành quả phụ. Trong gia đình phút chốc mất đi người quan trọng, người trụ cột nhất, nên cuộc sống của cả nhà liền bị mất đi chỗ dựa. Gia cảnh của người chết đó lại nghèo túng, nghèo đến nỗi cả cái quan tài cũng không có, chỉ có thể dùng cái chiếu rơm quấn lại một vòng rồi vác đi chôn cất. Việc không tốt lành này bị thái tử nhìn thấy rồi, chẳng những khiến cho chàng sợ hãi mà còn rất đau lòng. Thế là chàng lại quay trở về hoàng cung. Đến lần thứ tư vào chơi ở cửa thành phía bắc, đến cửa bắc thì nhìn thấy cái gì? Ngài nhìn thấy một vị sa môn xuất gia. Lúc đó thái tử chưa xuất gia thành đạo, thế gian chưa có Phật giáo nên cũng chẳng có sa môn. Vị sa môn này là người trên trời xuống, chuyên vì thái tử mà thì hiện ra. Vừa nhìn thấy vị sa môn xuất gia này, dáng vẻ oai nghi, trang nghiêm, đoan chính, cử chỉ từ tốn, sự từ bi biểu lộ từ tướng mạo phi thường đó, khiến cho trong lòng người ta tự nhiên phát khởi lên tâm cung kính, chí thành, liền muốn lễ lại. Vị sa môn này là người tốt đẹp nhất, cát tường nhất trong tất cả những người mà thái tử đã gặp qua. Thế là thái tử liền vui mừng hỏi vị sa môn: ông là ai vậy? Tôi là sa môn xuất gia. Sa môn xuất gia là gì? Là người xuất gia cần cù tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Nếu có thể tu giới định tuệ thì tham sân si liền bị diệt trừ, như vậy thì có thể thoát khỏi cái khổ của sanh già bệnh chết. Lần này thái tử trở về hoàng cung, trong lòng tràn đầy khoái lạc, bởi vì ngài đã nhìn thấy vị sa môn. Mà xuất gia làm sa môn thì có thể giải thoát khỏi cái khổ của sanh già bệnh chết. Từ hôm ấy trở đi, thái tử Tất Đạt Đa tâm tâm niệm niệm lúc nào cũng muốn xuất gia. Nhưng vua cha của ngài có để yên cho ngài xuất gia hay không? Sau này ngôi vua sẽ truyền cho con còn phải trị nước an dân, sao có thể xuất gia được? Không được, ngàn vạn lần cũng không được. Trong lòng thái tử bắt đầu hoài nghi, cái gì là giàu, cái gì là sang? Tuy rằng cao sang đến như vua chúa, giàu có đến như bốn biển, nhưng những thứ này đối với ngài mà nói chẳng có chút hứng thú nào nữa, bởi vì ngài đã nhìn thấy cái khổ của già bệnh chết, hoàn toàn không có chuyện cao sang mà không có khổ đâu nhé. Vẫn cứ phải già, phải bệnh, phải chết. Còn cái sự giàu có thì không vĩnh cửu được. Hôm nay là một đại gia giàu có, vừa gặp phải những tai nạn như nước, lửa, động đất thì nói không chừng chỉ trong một đêm là trở thành kẻ nghèo cùng, túng quẫn không còn gì, ngay cả một tấc đất cắm dùi cũng không có. Thái tử do gì muốn giải thoát cho mình khỏi cái khổ của già bệnh chết,
cũng muốn khiến cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát, cho nên Ngài phát tâm xuất gia. Nếu nói theo cái phàm phu thế gian, thì Thái tử Tất Đạt Đa dứt bỏ ngôi vua để cầu xuất gia, thật là một kẻ đại ngốc. Điều kiện hoàn cảnh tốt như thế, người ta còn cầu không được, đằng này Ngài lại xem chỉ như đôi dép rách. Nhưng trải qua những thử thách chân thật trong thực tế, chứng minh Ngài đích thực là có trí tuệ lớn lao, có thể nhìn thấu, buông xuống, bỏ đi cái tôi nhỏ bé, bỏ đi cái danh lợi địa vị mà tất cả ai ai cũng mong cầu, chăm chỉ tu hành lục độ vạn hạnh, thành tựu quả Phật vạn đức trang nghiêm. Sau đó, Ngài dùng Phật Pháp mà hóa độ chúng sanh ra khỏi cái khổ của sáu đường luân hồi, chứng đắc được cái vui niết bàn cứu cánh. Cho đến tận bây giờ, chúng ta có thể được nghe Phật Pháp, tu hành được giải thoát, lại còn tuyên truyền Phật Pháp, hóa độ rộng ra toàn thế giới. Đây đều là do được hưởng ân đức từ bi che chở từ cái công đức xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa. Nếu Ngài không có trí tuệ vượt hơn người, còn tham luyến ngôi vua hay năm thứ ham muốn là tài, ham muốn của cải, sắc, ham muốn sắc đẹp, danh, ham muốn địa vị, thịt, ham muốn ăn ngon, thụy, ham muốn ngủ nghỉ, thì khi Ngài chết rồi, chẳng phải cũng giống như cỏ cây đều bị hư hoại, mục nát hay sao? Bạn thấy đó, Trung Quốc chúng ta trong vòng 5.000 năm trở lại đây đã trải qua bao nhiêu đời hoàng đế rồi, mà có vị hoàng đế nào có thể để lại được ân đức, phước báo to lớn như vậy cho đời sau, giống như Đức Thế Tôn Thích Ca không? Kẻ lữ hành tham mật ngọt. Trong Kinh Phật có câu chuyện như thế này. Có một người lữ khách trên hành trình của mình đi đến một nơi hoang vu vắng vẻ. Trời vừa tối, bỗng có một con voi điên từ đằng sau đuổi theo anh ta. Người đi đường này sớm đã biết nơi đây rất không yên ổn. Bạn xem, một thân một mình đi đến nơi này không có gì để nương tựa, thật tội nghiệp biết bao. Anh ta thấy phía sau có con đường, bèn mau mau theo đó chạy trốn. Vừa chạy thì lao vào trong một cái giếng khô. Cái giếng khô đó vì không có nước, không có ai lấy nước ở đó, nên mọc lên đầy cỏ, dây leo lấp kín luôn miệng giếng, chẳng nhìn thấy gì. Người đi đường chạy, chạy tiếp, cứ chạy nữa, nên bị rơi vào trong cái giếng khô đó. Cái miệng giếng khô ấy có một số dây leo vắt vẻo lộn xộn. Anh ta bèn tiện tay đu bám vào những dây leo ở miệng giếng. Ở dưới đáy giếng có 3 con rồng độc, 4 con rắn độc đang trợn trừng mắt nhìn anh ta. May mà tay anh ta nắm chắc dây leo nên chưa bị rơi xuống dưới. Một khi rơi xuống đó thì tiêu mạng chắc rồi. Chẳng những là rồng độc, rắn độc sẽ cắn anh ta, mà thậm chí chúng sẽ ăn thịt anh ta luôn. Anh chàng bị rơi vào trong cái giếng khô, tay vừa nắm chặt chùm dây leo, mắt thì còn phải xem chừng con voi điên coi nó có đuổi đến hay không. Đang trong lúc tâm thần anh ta bấn loạn như vậy, vừa mới thở phào được một hơi, thì lại nhìn thấy 2 con chuột nhỏ, một con màu đen, một con màu trắng đang cắn cái dây leo mà tay anh ta đang nắm chặt, và đã cắn hết 2/3 rồi. Cắn tiếp thì đến 3/4, nếu như cắn nữa thì dây leo sẽ đứt mất. Dây này mà đứt đi thì anh ta bị rơi xuống thì sẽ chết mất thôi. Đang trong lúc nguy cấp như vậy, anh ta chợt ngước đầu lên, bên trên có một con ong mật đang bay lượn. Mật mà con ong ấy vừa hút được bị nhỏ rớt xuống 5 giọt. Một chút mật rơi ngay vào miệng của anh ta, con người u tối kia. Mật này rất ngọt. Cái miệng của con người u mê tâm tối ấy nếm được một chút mật ngọt, ngay tức khắc liền quên đi cái nguy cơ trước mắt. Bạn nghĩ xem, lúc này đang là lúc một sống vạn chết. Người này bị cám dỗ bởi một chút mật ngọt, anh ta liền chỉ biết mật này rất ngọt. Anh ta vừa sơ suất quên đi, tay vừa thả dây leo ra thì xong đời rồi. Thí dụ này ứng hợp với Phật Pháp. 5 giọt mật ong là thí dụ cho 5 thứ ham muốn ở trên thế gian: tiền tài, sắc đẹp, danh vị, ăn uống, ngủ nghỉ. Con người chúng ta tham đắm 5 thứ này mà quên mất cái khổ lớn về sống chết ngay trước mắt. Không biết rằng cái dây leo sinh mệnh kia vừa bị đứt thì dứt khoát phải gặp nguy hại,
bởi ba con rồng độc. Ba con rồng độc này là ví dụ cho ba độc tham, sân, si của con người. Bốn con rắn độc ví dụ cho cái thân xác bốn đại đất, nước, gió, lửa giả hợp với nhau mà thành. Việc độc hành trong chốn hoang vu, vắng vẻ thì giống như nỗi sợ hãi bị luân chuyển trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn vòi điên là thí dụ cho vô thường. Cái giếng khô là ví cho cái khổ não của sinh tử trên thế gian. Chùm dây leo lộn xộn là dụ cho những suy nghĩ lung tung nhập nhằng của con người. Hai con chuột đen và trắng là chỉ cho ngày tháng, thời gian ngày lại qua ngày, cũng giống như con chuột đang gặm nhấm chùm dây leo. Sinh mạng của chúng ta thì cũng giống như vậy. Tất cả những khổ đau của con người trên đời này cũng giống như vậy. Mật ngọt đó ví như việc nếm các thứ tình như tình yêu, tình bạn, tình vợ chồng, tình cảm trai gái, tình yêu danh lợi, vân vân. Chỉ vì muốn nếm được một chút vị ngọt đó mà quên hết tất cả những nỗi khổ lớn lao. Con người biết rất rõ ràng là học Phật thì tốt, có thể được giải thoát. Biết rằng tất cả mọi thứ trong gia đình đều là chướng ngại, đều là khổ. Nhưng một khi có được chút xíu vị ngọt của tình đời thì liền quên ngay việc tu hành theo đạo Phật. Những thứ tình đời kia có thật là vị ngọt hay không? Quý vị phải có trí tuệ chân chính nên biết những thứ ngọt ngào kia là giả dối, là những thứ ham muốn điên đảo, sẽ hạ độc giết chết huệ mạng pháp thân, khiến chúng ta phải khổ đau trong sáu đường luân hồi không có ngày thoát ra. Chúng ta thường là vì trong miệng nếm được một chút vị ngọt, liền quên hết những cái khổ trước mắt mình về ranh giới giữa sự sống và cái chết. Sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc. Con người chúng ta ở trong xã hội cũng như vậy, ngàn vạn lần không thể vì muốn nếm được một chút mật ngọt mà quên đi cái khổ ngay trước mắt. Mình phải có trí tuệ ngay tại thời điểm này, cố gắng mà suy nghĩ, tư duy về điều đó. Chút mật đó có thật là ngọt hay không? Có thực sự giúp cho chúng ta được cái gì hay không? Nhìn từ góc độ sâu xa, việc tham chút mật này sẽ cản trở chính bản thân của chúng ta. Phải cố gắng mà suy xét lấy. Đức Phật nói ra những ví dụ này, chúng ta nghe rồi thì nhất định phải suy nghĩ cho sâu sắc. Từ đó phải phát sinh được hiệu quả. Nếu không thì chẳng những pháp mà Đức Phật nói là vô dụng, mà rất nhiều những lời khai thị của Lão Hòa Thượng tôi đây cũng là vô ích, mất nhiều thời gian rảnh rỗi, nói lời vô dụng, trống rỗng. Ba bức thư của Lão Diêm Vương. Tại sao chúng ta phải tin Phật? Vì sao phải tu hành? Chính là vì giải thoát hẳn khỏi sinh tử. Đây mới chính là mục đích duy nhất của việc học Phật. Nếu bỏ đi mục đích này mà tu cái khác thì chẳng phải là tông chỉ đúng đắn của Phật Pháp. Trên thế gian này, ai cũng không tránh khỏi việc phải chịu khổ, ba khổ, tám khổ, vô lượng các điều khổ khác nhau. Đành rằng thế gian khổ như vậy thì hãy mau mau tìm cách mà lìa khổ được vui. Niệm Phật chính là phương pháp đi về Tây Phương, có thể giải thoát tất cả mọi khổ đau sinh tử của thế gian. Vì vậy, muốn giải thoát khỏi sinh tử thì phải theo đúng pháp mà tu, tinh tấn niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Luôn có rất nhiều tín đồ biết rõ ràng rằng đạo lý của nhà Phật rất hay, nhưng cứ không thể nào y theo pháp mà tu hành, thật khiến cho người ta lo ngại. Mỗi lần khuyên những người như vậy tu hành thì họ toàn nói là cứ từ từ đã, đợi thêm một thời gian nữa. Chẳng lẽ họ không sợ trễ muộn ư? Thời gian sẽ không đợi chờ bất cứ ai. Năm tháng theo từng ngày trôi qua rất nhanh đó. Bây giờ tôi kể một câu chuyện nhân duyên để khích lệ cho mọi người. Câu chuyện này chẳng những là hàng mới phát tâm học Phật phải nghe, mà hàng Bồ Tát dày dặn kinh nghiệm cũng phải nghe luôn. Không phải là nghe xong rồi bỏ đó, mà phải nhớ cho thật kỹ. Nghe xong rồi thì phải biết cảnh giác đó. Ba việc chưa xong, mạng đã hết. Trước kia có hai người bạn cũ nọ, hơn 10 năm không gặp mặt nhau.
và một dịp ngẫu nhiên được gặp lại. Giáp đã tin Phật nhiều năm, còn Ất vẫn chưa tin Phật. Hơn 10 năm, hai người bạn cũ không gặp nhau. Ngày vừa gặp mặt, tự nhiên nói chuyện, bàn tán liên hồi không dứt. Nói đến đoạn cuối, Giáp tiếc rằng bạn mình chưa tin Phật, vậy là phát tâm tốt khuyến hóa Ất. Chúng ta tuổi tác đến bước này thì cũng nên tin Phật rồi. Ất vừa nghe liền nói: Ối dào, tin Phật à? Việc này còn phải cần cậu nói sao? Tin Phật đương nhiên là tốt chứ, nhưng bây giờ chúng ta mới có trên dưới 50 tuổi thôi. Tục ngữ nói là đời người 55 tuổi mới là hổ xuống núi. Thế gian còn rất nhiều việc đợi tụi mình làm nữa, sao có thể chạy đi học Phật sớm thế được chứ? Giáp lại khuyên bạn rằng bây giờ tụi mình già vậy mà tin Phật đã muộn rồi đó. Muốn đến già mới học Phật thì đây hoàn toàn là quan niệm sai lầm. Cậu là bạn tốt của tớ, tớ thấy Phật Pháp tốt nên mới khuyên cậu tin theo. Ất đáp: Học Phật tốt thì tốt đó, nhưng đợi vài năm nữa tính sao nha. Tớ còn ba việc chưa làm nên tâm không yên đâu. Thứ nhất là cha mẹ của tớ đã qua đời, hài cốt vẫn còn chưa ngắm đất. Thứ hai, con trai chưa cưới vợ, con gái chưa gả chồng, còn chưa tìm được đối tượng tốt để thành hôn cho chúng nó, thì trách nhiệm của người làm cha mẹ vẫn chưa tròn. Thứ ba, gia tài vẫn chưa phân chia, e rằng sau khi tớ qua đời thì con trai con gái vì tiền mà nổi lên tranh chấp, vậy thì không được rồi. Để khi nào tớ giải quyết xong ba việc này thì sẽ tự đến học Phật, lúc đó mình bàn tiếp cũng không muộn. Giáp bèn nói: Ba việc của cậu chưa xong, tớ cũng là cha mẹ chết rồi, thi hài chưa ngắm đất, con trai con gái cũng còn chưa lập gia đình, tài sản cũng chưa phân chia, nhưng tớ vẫn cứ học Phật đó. Tại sao phải quyết định đợi ba việc đó làm xong thì mới học Phật chứ? Học Phật nên sớm mà. Nếu không đợi ba việc kia làm xong thì cậu phải đợi đến khi nào đây? Ất lại nói: Học Phật giống như cậu thì không triệt để, không cùng tận. Nếu tớ mà học Phật thì nhất định phải sắp xếp tất cả mọi việc cho ổn thỏa trước. Đến lúc đó thì mới có thể chuyên tâm một lòng học Phật được, chẳng cần phải vướng mắc lôi thôi cái gì cả. Ất rất cố chấp, lời hay không chịu nghe. Nói xong thì hai người chia tay, ai về nhà nấy. Nhưng chỉ vài hôm sau thì người con trai của Ất khóc sướt mướt đến tìm bác Giáp để báo rằng cha của anh ta đã chết rồi. Lúc lâm chung còn dặn dò anh ta đến tìm bác để giúp đỡ an bài chuyện hậu sự. Giáp vì nghĩa không thể từ chối, bèn vội vã đi xử lý chuyện an táng Ất. Vừa đến nhà bạn mình, nhìn thấy người bạn cũ nằm duỗi thẳng hai chân, mắt thì trợn trừng, Giáp cảm thấy vô cùng bị ai mà nói ra bốn câu kệ: Bạn cũ của tôi tên An Ngưu, khuyên bà học Phật thì nói còn bận ba việc. Tội nghiệp cho bạn, ba việc chưa làm xong thì lão Diêm Vương đã đến lấy mạng rồi. Diêm Vương đăng ký ba bức thư. Ất chết đi có ý không cam lòng, linh hồn đến âm tào địa phủ cải lý với Diêm Vương. Ất trách móc: Diêm Vương à, sao ông vội vã kêu tôi đến đây thế? Tôi còn ba việc chưa làm xong nữa, ông nên thông báo trước cho tôi mới phải. Tôi biết được, sẽ mau mau giải quyết xong việc rồi sẽ đến. Chẳng nói chẳng rằng bắt tôi đến đây, quá là vô lý đi. Diêm Vương nghe xong thì bảo với Ất: Người nói bậy à, sao lại chưa thông báo chứ? Ta sớm đã đích thân gửi cho người ba bức thư rồi. Ất trả treo: Ba bức thư nào? Sao tôi chẳng nhận được bức thư nào hết vậy? Diêm Vương đáp: Sằng bậy, ba bức thư đều là thư bảo đảm, người đã nhận được từ lâu rồi. Ất thắc mắc: Vậy rốt cuộc là ba bức thư nào chứ? Đích xác là tôi chưa nhận được. Diêm Vương nói: Ngươi thật là quá ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức đáng thương. Để ta nói cho ngươi biết nghe. Vậy là Diêm Vương bèn kiên nhẫn hỏi ông ta:
răng giả của ngươi làm từ lúc nào vậy? Ất trả lời, răng của tôi khi 28 tuổi thì bị sâu rồi, đau đến khi không còn cách nào khác, chịu không nổi nữa. Đến 40 tuổi, tôi chỉ còn cách lắp răng giả. Diêm Vương nói, đó chính là bức thư thứ nhất ta gửi cho người đó. Ất ngạc nhiên, đó chính là bức thư đầu tiên sao? Vậy còn bức thư thứ hai là cái gì nào? Diêm Vương hỏi lại, khi nào thì ngươi đeo kính lão? Ất đáp, năm 45 tuổi, tôi đọc báo không còn rõ chữ nữa nên bắt đầu đeo kính. Diêm Vương bảo, đó chính là bức thư thứ hai ta gửi cho người đó nghe. Ất hỏi tiếp, vậy còn bức thư thứ ba? Diêm Vương liền hỏi ông ta, trong ngươi kìa, tóc trên đầu đều bạc trắng rồi, năm nay bao nhiêu tuổi? Ất đáp, 52 tuổi rồi. Diêm Vương nói, đây chính là bức thư thứ ba ta gửi cho ngươi đó. Ba bức thư ngươi đều nhận được rồi. Bây giờ ngươi đã phục chưa? Ở đây không có tình người, chỉ xét nghiệp thiện ác của ngươi mà ban cho ngươi quả báo khổ hay vui mà thôi. Ất chẳng biết làm sao nữa, bèn nói, tuy rằng ba việc của tôi chưa hoàn thành, nhưng như ngài đã gửi cho tôi ba bức thư rồi, cho công đến đây cũng không xong đâu, đành phải nghe lệnh phán xử của ngài Diêm Vương thôi. Hỡi ôi, tôi đã sai lầm quá lớn rồi. Công nên bỏ ngoài tai lời khuyên học Phật của người bạn cũ, bây giờ thì đã quá muộn rồi. Hỡi tất cả quý vị đang ngồi ở đây, Ất nhận được ba bức thư, còn quý vị thì nhận được mấy bức rồi? Giàu mà tham lam thì chịu quả báo làm quỷ đói. Tiếp đó, Diêm Vương liền gọi phán quan dở sổ ra điều tra về nghiệp thiện và ác của Ất khi còn trên dương thế. Phán quan trả lời, người này lúc còn sống chỉ biết kiếm tiền, chỉ sống vì con cái mình, một chút xíu việc thiện công đức cũng không làm. Thế gian có nặng tay cũng không hề có tâm thương cảm cứu giúp người khác. Tiền mà ông ta kiếm được tuy là không phải do trộm cắp hay cướp giật, vì ông ta không biết là tiền tài kiếm được từ xã hội thì cũng phải dùng vào xã hội. Khi có nhiều tiền rồi thì không thèm báo đáp đền ơn cho xã hội, ngược lại còn tham lam không bố thí, lẩn tránh đóng thuế, trốn thuế, ăn cắp thuế của quốc gia. Trên danh nghĩa thì giàu mà kỳ thực là một kẻ nô lệ chỉ biết giữ của. Diêm Vương vừa nghe xong thì cực kỳ tức giận, liền phán định, cái hạng người tự tư tự lợi vì giàu và bất nhân này, hãy mau quẳng hắn ta vào cảnh quỷ đói. Trên đời này có rất nhiều kẻ nô lệ giữ tiền, giàu mà tham lam không xả thí như vậy, tương lai sẽ giống như Ất, phải chịu quả báo làm quỷ đói. Giàu sang làm thế nào mà có được? Là từ bố thí mà có. Đã đành là kiếp trước biết thực hành bố thí nên có được quả báo giàu sang ở kiếp này, thì nên cố gắng vừa sung sướng hưởng thụ phước báo, đồng thời là tiếp tục bố thí một phần phước báo đó để cứu giúp người nghèo khổ. Sao lại trái ngược trở thành tham lam, khiến cho bị chiêu cảm quả báo làm quỷ đói ở kiếp sau vậy chứ? Bởi vì mỗi một kiếp đều có vô vàn nhân duyên khác nhau riêng. Chẳng hạn như kiếp trước là một người nghèo khó, gặp một thiện duyên nào đó, đã từng phát tâm chí thành đi theo người khác làm việc bố thí và cúng dường tam bảo, kiếp này mới có được phước báo giàu sang. Nhưng rốt cuộc là vẫn chưa nghe được pháp xuất thế gian của Phật, cũng không có đem công đức đó mà hồi hướng cho quả Phật Bồ Đề vô thượng, cho nên vẫn còn ở trong pháp trời người, nên chỉ có được sự giàu sang ở thế gian mà thôi. Càng phải nên biết là một khi có được sự giàu sang ở thế gian thì sẽ liền đắm chìm trong năm thứ ham muốn là tài, tiền tài, sắc, sắc đẹp, danh, danh dị, thực, ăn uống, thụy, ngủ nghỉ. Dục vọng thì giống như nước muối vậy, vĩnh viễn chẳng thể nào khiến người ta ngừng cơn khát. Bất luận là bạn giàu sang đến như thế nào vẫn không biết đủ, cứ muốn có thêm nhiều nữa, càng nhiều càng tốt. Chỉ mong tiền giàu chứ đừng có ra, đến mức người ta bị mê muội mất rồi, sẽ trở nên kẻ tham lam keo kiệt không xả thí.
tất cả tài vật vốn dĩ là của báu, có sự sống của chúng. Đến tay rồi thì cất giấu đi, làm cho chúng trở thành vật chết, chẳng thể lưu thông trên xã hội nữa. Do bởi sự tham lam của một người mà những kẻ khác cũng phải chịu khổ theo, cho nên mới chiêu cảm ác báo của loài quỷ đói này. Luật lệ của nhân quả là như thế. Người trẻ tuổi cũng nhận thư của Diêm Dương. Tiếp theo, Diêm Dương phán xử tội hồn của một anh thanh niên. Cậu trai trẻ này đang mừng thầm trong bụng, nghĩ: lúc nãy ông kia nhận được 3 bức thư, còn mình thì chẳng nhận được bức nào. Diêm Dương đã gọi mình đến, thế thì quá vô lý rồi. Mình phải hỏi Diêm La Dương cho rõ mới được. Người thanh niên lấy hết can đảm hỏi: ngài Diêm La Dương à, lúc nãy ngài phán xét người kia, ông ấy đã nhận được 3 bức thư nên đáng chết. Nhưng đằng của tôi còn tốt kia mà, mắt cũng chưa bị kèm nhèm, tóc trên đầu vẫn đen nhánh đó thôi. Tôi chẳng nhận được bức thư nào cả. Sao lại kêu tôi xuống đây chứ? Ngài thật là không nhân từ, thật là không biết quý tiết người trẻ tuổi rồi. Tôi phải phản đối. Diêm Dương nhìn anh chàng với con mắt khinh bỉ, đập bàn ầm ầm nói: đồ ngớ ngẩn, ta đã gửi cho ngươi 3 bức thư từ lâu rồi, ngươi cũng nhận được rồi đó. Chàng trai không phục nói: tôi chưa nhận được mà. Diêm Dương bực bội quát: thư của ta phát cho mỗi người khác nhau, ngươi tưởng là 1000 lá thư đều giống y như nhau sao? Anh chàng lúc này chỉ dám hỏi Lý Nhí: là 3 bức thư nào ạ? Diêm Dương hỏi lại: em gái nhà ngươi chết lúc nào? Thanh niên đáp: khi em gái tôi 5 tuổi, tôi được 10 tuổi. Lúc đó nó mới có 5 tuổi đã chết rồi, thật là tội nghiệp quá. Diêm Dương lại hỏi: em gái của ngươi chết ra làm sao? Thanh niên đáp: do mắc bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa quá thành mũ, làm cho da thịt nó lở loét hết, toàn thân nổi mụn đỏ, bác sĩ giỏi cũng chữa không nổi. Lúc sắp chết còn quằn quại trên giường, nó chết thật là thê thảm. Diêm Dương bảo: đó chính là bức thư thứ nhất ta gửi cho ngươi. Bức thư thứ hai là khi ngươi học trung học, có một lần trường của ngươi tổ chức thi đấu bóng đá. Lúc tranh ngôi vô địch với trường khác, do vì hai đội ngang ngửa với nhau, không phân cao thấp được, sau cùng thì trong trường có một học sinh giỏi, dùng hết sức lực mạnh mẽ nhất của hắn, một chân đá bóng vào lưới. Nhưng do dùng sức quá lớn nên chân bị trật khớp, cả người ngã ra phía sau mà bị vỡ đầu rồi chết ngay tại hiện trường. Ngươi có nhớ không? Chàng thanh niên đáp một cách buồn bã: người bạn học đó của tôi chết rất thảm thương, các bạn đều khóc cho bạn ấy, thầy cô cũng tiếc nuối vì bạn ấy là học sinh ưu tú của trường. Thầy cô nào cũng thích bạn ấy, bạn bè cũng rất kính trọng và yêu thương bạn ấy. Cha mẹ của bạn đó là đau lòng nhất, khóc đến nỗi chết đi sống lại. Cha mẹ luôn hy vọng được ở bên nuôi con cái, thậm chí đến sau khi chết. Bây giờ ngược lại, người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, thật là đáng buồn thay. Chàng ta lại hỏi: vậy bức thư thứ ba là cái gì chứ? Diêm Dương đáp: anh họ của người chết như thế nào? Chàng thanh niên bỗng sợ hãi đáp: than ôi, anh họ của tôi chết thật là quá thảm luôn. 2 năm trước, khi tôi 18 tuổi, thì anh họ kết hôn. Ngay trong đêm tân hôn, lúc động phòng qua chúc, họ hàng, người thân bạn bè đều đến chúc mừng. Đường lúc mọi người đang chơi quẳng tù tì, khi uống rượu rất náo nhiệt vui vẻ như vậy, bỗng nhiên anh của tôi bị xoắn ruột, tức là đau ruột thừa cấp, chết luôn. Áo cưới đỏ của chị dâu họ mặc vào chưa kịp ấm thân thì đã phải cởi ra để mặc áo tang cho chồng rồi. Chị ấy gào khóc quằn quại: hỡi ơi Bình ơi, chẳng phải Bình nói với em là sẽ cùng em sống đến bạc đầu răng long sao? Tại sao bây giờ lại bỏ em giữa đường mà đi như vậy chứ? Chị càng khóc càng nói càng đau đớn: nếu sớm biết như thế này thì ngay từ đầu em không chịu cho mình cầu hôn đâu. Cảnh tượng đó khiến cho ai cũng đều đau lòng, thật là bi thảm.
Diêm Vương nói, đây chính là bức thư thứ ba ta gửi cho người đó. Chàng trai nghe Diêm Vương nói xong, biết mình cũng đã nhận được ba bức thư, thì không còn lời nào để nói nữa. Nói đến đây xin hỏi, các vị đều đã nhận được ba bức thư rồi hay chưa? E rằng không phải chỉ là ba bức thôi đâu nhé. Công phu niệm Phật quý vị có thể chống lại được Diêm La Vương chăng? Khen ngợi hay quỷ báng đều trở thành hạt giống Phật. Diêm Vương lại bảo phán quan điều tra người trẻ tuổi này làm những việc gì trên dương gian. Phán quan tra xét sổ sinh tử xong thì đáp, thanh niên này cũng không đến nỗi hư hỏng gì, nhưng có một điểm không tốt nhất, đó là bất hiếu. Anh ta và bà mẹ già sống nương tựa vào nhau. Mẹ anh ta là một tín đồ Phật giáo thuần thành, niệm Phật rất chí thành, một lòng muốn cầu sanh Tây Phương, cũng hy vọng con trai mình có thể cùng sanh Tây Phương với bà ấy. Thế nhưng anh này mỗi lúc mẹ mình đang niệm Phật thì cứ trả treo, tranh luận với mẹ rằng niệm Phật là mê tín, mẹ cứ niệm Phật A-di-đà riết, Phật A-di-đà cũng sẽ cảm thấy bực bội bất an đó. Sao lại có thể gia hộ cho mẹ được chứ? Những lời này thường làm cho mẹ anh ta thấy rất bực mình khó chịu. Thế gian này có một số kẻ giả thông minh cũng thường nói như vậy. Mấy người niệm Phật từ sáng đến tối, Phật A-di-đà chẳng lẽ không thấy phiền sao? Giống việc nếu cứ gào tên tôi một cách hời hợt như thế, tôi chẳng lẽ không cảm thấy rất phiền phức hay sao? Sự thật thì đạo lý của niệm Phật hoàn toàn không phải như vậy. Khi cứ kêu gào tên của một ai đó thì đó là cố ý gây rắc rối phiền hà, mà niệm Phật A-di-đà là dùng tâm chí thành cầu Ngài đến cứu khổ cứu nạn. Dùng tâm như thế nào thì mỗi người khác nhau, một trời một vực, vốn không thể đem ra bàn luận so sánh được. Chúng sanh có nghiệp chướng ác chính là do không biết học điều tốt, mà điều xấu thì học rất nhanh. Đem chuyện xấu ra để so sánh, ví dụ cho việc niệm Phật, bẻ cong chân lý mà còn ngụy biện thành nói đầu nào cũng là đạo. Có những kẻ niệm Phật mà dùng tâm khinh mạng, niệm một cách cẩu thả, tuy là Phật A-di-đà đại từ đại bi không so đo với họ, nhưng cái hành vi tự ý xem thường thánh hiền chính là một loại lỗi lầm. Có điều nói y theo Phật Pháp thì nếu dùng tâm không cung kính mà niệm Phật A-di-đà, cố nhiên là phạm tội khinh mạng, tương lai phải chịu ác báo. Nhưng Phật hiệu chỉ cần vừa nghe qua lỗ tai thì đã gieo vào trong ruộng thức thứ 8. Đây là phạm trù thuộc duy thức học. Thức nói chung gồm có 8 loại. Thức thứ 8 là thức cuối cùng, còn gọi là thức A-lại gia. 7 thức kia là nhãn thức, thức mắt, nhĩ thức, thức tai, tỷ thức, thức mũi, thiệt thức, thức lưỡi, thân thức, thức thân, ý thức, thức ý, mặt na thức, còn gọi là tư lương thức, tức là thức về suy nghĩ, cân nhắc và so đo. Thức thứ 7 che lấp chân tánh của con người bởi quan niệm về cái ngã, cái tôi, ngã chấp. Đây cũng gọi là thức truyền thống, bởi vì nó là nơi chất chứa, quân tập những hiện hữu của thế giới không thật bên ngoài, biến chúng thành những hạt giống ảo tưởng. Từ đó cho rằng có một cái ngã cá biệt bên trong, làm cho ô nhiễm 6 thức trước. Thức thứ 7 này cũng làm nhiễm ô thức thứ 8 bằng cách liên tục cung cấp cho thức A-lại gia một cái ngã tưởng rằng có thật, chấp nội ngã, ngã thật tướng, trong không gian và thời gian. Con người sau khi kết thúc sinh mạng thì 7 thức ở trước cũng theo đó mà bị diệt vong. Duy chỉ có thức thứ 8 thì không bị diệt. Nó theo nghiệp lực của chúng ta mà lưu chuyển. Tất cả những hạt giống chúng ta đã gieo xuống về pháp thế gian hay xuất thế gian đều được cất giữ trong thức thứ 8 này. Khi gặp duyên thì liền sanh khởi và hiện ra. Giống như việc gieo hạt giống xuống đất ruộng thì sẽ ra cây trái, cho nên gọi là ruộng. Giống như hạt giống kim cang, tức hạt giống giác ngộ, hay hạt giống bồ đề vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Cho nên đợi đến sau khi nhận chịu hết quả báo ác thiện nghiệp của loại niệm Phật này thì sẽ trổ qua một quả được. Câu thánh hiệu A-di-đà Phật này
là do Đức Từ Phụ Di Đà trong vô lượng kiếp tu vạn đức trang nghiêm mà ra. Không kể là có lòng niệm hay không có lòng niệm, niệm không tập trung hay niệm một cách thành tâm, thì công đức đều không thể nghĩ bàn. Đây gọi là khen ngợi hay quỷ báng đều trở thành hạt giống Phật. Khen ngợi Phật Pháp cố nhiên là công đức, còn ai quỷ báng Phật Pháp cũng sẽ thành Phật được. Lời này là thế nào đây? Quỷ báng Phật Pháp đương nhiên là có tội, đợi sau khi chịu tội xong, do vì đã có hạt giống kim cang, dựa vào công đức này vẫn có thể tu thiện, có thể sám hối nghiệp chướng, cuối cùng vẫn có thể thành Phật. Chỉ cần nghe được một câu thánh hiệu A Di Đà Phật, chuyện sinh tử trong tương lai liền có thể giải quyết được rồi. Nghiệp chướng phiền não đều có thể dứt hết được. Sức công đức của Phật vĩ đại không thể nào tán thán cùng tận được. Quan trọng nhất là không được sanh tâm nghi ngờ, hủy hoại đó. Thánh hiệu Di Đà dễ độ sinh. Các vị đã hiểu đạo lý khen ngợi hay hủy báng đều thành hạt giống Phật rồi. Vậy thì sau khi về nhà phải tiếp tục niệm Phật, đừng có sợ người nhà phản đối hay hủy báng rồi không niệm nữa. Nếu người nhà chê bạn niệm ồn ào thì bạn có thể nói là tivi, máy thu âm của mấy người bật lớn tiếng như vậy cũng ồn chết đi được. Nếu bạn giảng Phật Pháp mà họ không cách nào tiếp nhận được, còn tưởng là đầu óc của bạn có vấn đề, vậy thì bạn chỉ cần cứ niệm A-di-đà Phật là được rồi. Nếu như họ có nói bực bình quá đừng có niệm nữa, bạn cũng đừng có thèm để ý, chỉ cần biết niệm A-di-đà Phật tiếp tới luôn. Kẻ chướng ngại người niệm Phật chúng ta thì chính là kẻ thù của chúng ta. Bạn phải giống như một khẩu súng máy gì đó, bắn ra từng câu một A-di-đà Phật. Đây là vũ khí tốt nhất. Vả lại, làm như thế cho bọn họ nghe Phật hiệu no nê luôn. Nhờ vào công đức nghe niệm Phật, nghiệp chướng của họ cũng được tiêu trừ. Như thế mới là độ thoát người nhà một cách đúng đắn. Nếu mà người nhà họ đánh bạn, bạn liền niệm A-di-đà Phật. Đến một cái thì niệm một tiếng A-di-đà Phật. Cứ quán tưởng bọn họ như là cái dù gõ mỏ đi. Có người mắng ta là bà già thô dụng thì lão già thô dụng này tự nói tốt. Có người đánh lão già thô dụng này thì lão tự lăn quay ra ngủ. Như vậy cũng tiết kiệm sức lực cho người đó, mà lão già thô dụng này cũng chẳng có phiền não. Đoạn này lấy ý trong bài thơ Bài Ca Vấn Nại của Hàng Sơn và Thập Đắc. Hàng Sơn và Thập Đắc là hai vị thiền sư nổi tiếng đời Đường, Trung Quốc. Tương truyền Hàng Sơn là hóa thân của Đại Bồ Tát Văn Thù, Thập Đắc là hóa thân của Đại Bồ Tát Phổ Hiền. Bạn xem, như vậy tốt biết bao nhiêu. Đừng có tranh luận đúng sai làm gì, chỉ cần cứ niệm A-di-đà Phật là được rồi. Có một vị đệ tử tin Phật rất hiền thành, cả nhà chỉ có mỗi anh ta học Phật. Anh ta biết chỗ hay tốt của Phật Pháp nên cũng muốn giảng cho cả nhà nghe, muốn quá độ cả nhà cùng anh ta tin Phật. Kết quả thì khi anh ta vừa giảng, người nhà chẳng những không nghe, thậm chí dường như vì chuyện này mà lục đục cãi cọ, thành ra tranh đấu về tín ngưỡng luôn. Sau đó anh ta dùng phương tiện khéo léo hơn là bật máy niệm Phật, có tiếng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và A Di Đà Phật. Lúc bị nghe máy này thì người nhà đều không vui. Người mẹ vừa nghe tiếng thì liền chạy đến tắt máy luôn. Nếu không thì người cha hay anh chị tắt máy niệm Phật. Tắt máy thì là bọn họ tắt. Đợi cho đến khi bọn họ vừa ra khỏi cửa, anh ta lại bật máy lên. Cứ như thế, người nhà ngày nào cũng nghe thấy thánh hiệu Quán Âm, Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn và A Di Đà Phật. Công đức của thánh hiệu vạn đức thật không thể nghĩ bàn. Trải qua khoảng mấy tháng trời, hơn nửa năm gì đó, cả nhà anh ta tự nhiên trở nên không còn phản đối anh ta tin Phật nữa. Lại qua một hai năm sau thì cả gia đình đều quay qua lấy đạo Phật làm tín ngưỡng, cũng biết đồng lòng tôn kính ngôi Tam Bảo. Đây chính là công lực chuyển hóa vô hình trong âm thầm của thánh hiệu Phật đó. Đành rằng nghe thánh hiệu Phật có được lợi ích thù thắng như vậy. Vậy thì các bạn sau này đừng có nghe những bài hát của thế gian làm gì nữa.
Nội dung của những bài hát đó đều là yêu yêu đương đương, nghe rồi sẽ khiến cho trí tuệ của bạn ngày càng sa sút, rất tội nghiệp. Tốt nhất là nên nghe nhiều thánh hiệu của Phật Đà, có thể tiêu trừ những sự dốt nát ngu si, hơn nữa là giúp khai mở hiển hiện trí tuệ. Mặt khác, nếu muốn tặng quà cáp khi Tết nhất đến, thì hãy lấy máy niệm thánh hiệu Phật mà biếu tặng bạn bè thân thiết, hàng xóm, vân vân. Có thể nói đây là món quà quý nhất, cao thượng nhất, lại là một lễ vật vừa có lợi ích mà không cần tốn nhiều chi phí. Tặng phẩm vật này cho người khác chính là đang độ chúng sanh đó. Mọi người nên cố gắng mà giác ngộ và phụng hành ở điểm này. Đừng đợi đến lúc gặp duyên duyên rồi mới cầu sanh Tây Phương. Quay lại nói đến linh hồn anh chàng trẻ tuổi kia, khi vừa nghe trong sổ sinh tử có ghi chép là ác nghiệp của mình không đến nỗi nào, chỉ có tội bất hiếu với mẹ, rồi gây sự với mẹ khi niệm Phật, chàng ta liền cầu xin Diêm Vương: "Cầu xin Diêm Vương mau mau thả tôi về đi, mẹ tôi không thể nào rời xa tôi đâu. Tôi mà chết thì lòng mẹ tôi cũng chết theo luôn đó. Niệm Phật cũng không thể niệm cho tốt được, vậy thì làm sao mà sanh về Tây Phương đây? Xin Ngài hãy tha mạng cho tôi về đi, tôi nhất định sẽ cố gắng hiếu thảo với mẹ tôi, cùng niệm Phật với mẹ tôi." Hồn ma người thanh niên cứ lại lục văn sinh với Diêm Vương mãi. Thực ra thì Diêm Vương mặt ác, nhưng tâm địa là nhân từ. Nghe hồn cậu thanh niên nói một bạch như vậy, thì suy nghĩ một lát rồi nói: "Theo nguyên tắc, đúng ra thì nhà ngươi chẳng có tình có lý gì để mà xin xỏ. Nhưng mẹ của ngươi vốn là có thể giảng sanh Tây Phương. Nếu vì ngươi chết đi rồi, khiến cho bà ta cứ nhớ nghĩ ngươi, đến lúc là không sanh được về Tây Phương, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Sanh về Tây Phương không nổi thì lại phải đến nơi này gặp ta, cũng là tội nghiệp. Thôi được, ta thả cho ngươi về." Hồn cậu thanh niên vừa nghe đến quá đỗi vui mừng, liền có chân chạy mất. Diêm Vương lập tức quát lớn tiếng: "Đứng lại, nghe cho kỹ đây. Sau khi về lại dương gian, ngươi phải cố gắng hiếu thuận với mẹ, nỗ lực mà niệm Phật đó. Hãy theo mẹ ngươi mà sanh về Tây Phương đi, đừng có đến đây gặp lại ta nữa đó. Hãy nhớ kỹ câu này, đừng để đến già mới học đạo, một phần cũng lắm kẻ đậu xanh, nghe chưa? Nhất thiết không được sau khi về lại lười biếng ham chơi, lại lãng phí thời gian. Nếu ngươi còn lãng phí thời gian, không chịu cố sức niệm Phật cho tốt, thì ta lập tức sẽ bắt ngươi về đây lại." Hồn cậu thanh niên một mặt hứa sẽ làm theo lời dặn, mặt khác thì bừng rỡ cúi đầu lại tại Diêm Vương rồi trở về dương thế. Các vị, có phải là các vị cũng không muốn đi gặp Diêm Vương? Cách duy nhất chính là niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Diêm La Vương cung kính người niệm Phật nhất, cũng sợ nhất là người niệm Phật không thể sanh về Tây Phương. Nếu quý vị thật lòng sợ đi gặp Diêm Vương, vậy thì mọi người hãy nên cố gắng mà niệm Phật nghe. Đợi nữa thì đến khi nào mới độ thân này? Nghe xong câu chuyện trên, không hiểu là mọi người có biết mà cảnh giác sợ hãi không? Có rất nhiều người trẻ tuổi tự thấy là mình còn trẻ trung, nên mình phải hưởng thụ, chơi qua hết mọi thứ phóng đãng, trụy lạc của thế gian. Sau khi nghe xong câu chuyện này thì nên cẩn thận đó. Hỏi những vị đại cư sĩ có sự nghiệp thành công, nếu quý vị còn muốn đợi đến khi tất cả mọi chuyện đều an bài xong rồi mới học Phật, vậy thì có thể sẽ phải giống như A Ngưu tội nghiệp, ba việc chưa làm xong thì Diêm Vương đã đến bắt mạng đi rồi. Những cửa hàng, công ty, những chức vụ đổng sự trưởng, chủ tịch công ty, tập đoàn nào đó của các vị còn chưa được chuyển giao, tiền tài trong nhà vẫn chưa phân chia xong, xin hỏi Diêm Vương sẽ đợi quý vị chăng? Nếu bạn có trí tuệ thì hãy mau mau đi làm việc công đức, như vậy thì tiền tài mới có thể đem theo được. Lưu giữ trong ngân hàng hoàn toàn không phải là tiền của bạn một cách đúng đắn đâu. Mọi người phải nên biết, Phật Pháp có được nghe, nay đã nghe được. Thân này không độ ngay đời này thì còn đợi đến khi nào mới độ? Các vị à, Phật Pháp khó nghe được, nay đã được nghe rồi. Phật Pháp khó gặp được, nay đã được gặp rồi.
hơn nữa lại đang tu hành rồi, thì quý vị phải tu hành cho đúng đắn. Đừng có kiểu cái này buông không được, cái kia bỏ không xong. Như vậy thì lãng phí thời gian của mọi người quá. Nếu kiếp này còn không độ thoát, thì sang kiếp sau muốn gặp lại Phật Pháp, điều đó quả thật rất khó khăn. Đừng có tưởng rằng mình có thể sống lâu trăm tuổi. Nếu Diêm Vương muốn bạn chết vào canh ba, thì cũng chẳng có ai giữ cho bạn sống qua canh ba được. Bạn có nghe câu đó chưa? Cho nên nếu muốn học Phật, muốn xuất gia, vừa nghĩ đến thì phải làm ngay tức khắc. Đừng có đợi đến khi mọi việc đều sắp xếp xong, cho mọi chuyện đều như ý rồi mới đi làm. Việc này của bạn chưa làm xong thì việc khác đã ập tới. Chuyện trên đời này vĩnh viễn cũng không an bài xong được đâu, không bao giờ xử lý hết được đâu. Đừng có mà tự nhận mình thông minh, cố sức tính toán cho riêng mình. Thế gian này làm gì mà có nhiều bạn tính như ý để cho bạn tính toán vậy? Xin mọi người hãy dùng trí tuệ mà cảnh tỉnh, nhắc nhở bản thân mình. Ngàn vạn lần đừng có gì làm những việc loanh quanh, lẩn quẩn như vậy mà lãng phí sinh mạng của mình. Cuối cùng, chúc phúc cho quý vị cùng sanh về Tây Phương.